gà. Lắp đặt và sử dụng dàn ba chảo phá lâm cho máy Kubota 5018 tại xã Cẩm Vân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Những phút giây đầu tiên để lắp đặt và chuẩn bị xuống bãi. Cái bánh lái có thụt sâu quá. À, thụt nông. Chạy cho nó vuông góc nó bằng, nó để em chỉnh luôn ở đây trước khỏi chỉnh. Chỉnh nó xuống thì chỉ có chạy thôi, nếu phải động tay vào nó nhả. Chảo Zoro 660. Siêu to, siêu khổng lồ ấy. Con này lắp dàn này chạy này xin lắp vào máy vẫn thấy bình thường. Con này nó vừa rồi, thế thôi. Động thế. Ai chả? Đây là máy Kubota 5018 của Việt Nam lắp ráp. Ngoài không luôn. Mía đang này phím anh. Không. Ai chả? Anh Kiên hả? Đấy, ok đấy. Đây. Đúng người nông dân chân chính nhá. Đây đứng cái đường nhìn mà. Trần Huế không biết đợt này bụng bự thế nào. Máy này vẫn bình thường anh Kiên ạ. Hôm vừa rồi em ở Hà Tĩnh em lắp con Isaki 625 cơ. Nói chung là ở Việt Nam mình những cái dòng máy như này là nó cũng ở cái tầm chung. Gọi là tầm trung rồi. Tầm trung. Vâng. Ở trong đây của nhà ông đây là con là dàn máy lớn hết. Ở trong này thì gọi tầm này là 3 4 con máy lớn. Cứ 2 3 2 4 tầm trung máy to là trung. Là tầm trung á. Đây là một đĩa chảo này nó rộng 66. Nhập khẩu của Ấn Độ. 660 x 45.
của cơ khí nông nghiệp Cày Chảo Vũ Hải gia công chế tạo. Nông nghiệp của mình làm có đi vừa. Vâng. Dàn năm chảo chuyên đi phá đồi, phá núi này. Anh Hải đâu rồi? Chú đấy làm gì? Ở đây, anh em theo chân anh em chúng em ra đất bãi để sử dụng dàn cày. Thời tiết ở đây rất là nắng nóng. Ngoài tao không nắng mấy đây. Ở đây nắng thì miếc không cha. Ngoài tao không ăn được. Dâm. Ở nhà mình đây bãi rộng nhỉ. Đây bãi thầu mà. Đây. Đó, đây, đó. Vào đây vậy? Đây. Đó, vào đây này, đất không này. Ây da, cỏ lắm cứ. Đứng ở đây chuẩn châm này. Đây này. Qua cái bóng cây. Phóng viên Hoàng Long đang tác nghiệp trực tiếp tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Lắp đặt và sử dụng dàn ba chảo phá lâm cho máy Kubota 5018. Xuống cày rồi sao mà máy chạy vậy thế? Đây sẽ là những đợt cày đầu tiên. Anh em chúng tôi rất tự tin với dàn cày. Vui lắm, có thể hôm nay thôi. Hôm nay thôi. Vâng. Đấy, hơi... làm được. Hơi sâu. Sâu quá. Cái chảo. Đẹp rồi. Ăn luôn rồi. Máy đi thẳng. Này mà chạy sâu thêm tí nữa cũng lị máy hết. Chỗ này có đá không bác? Không. Không. Đất này rất nặng. Này khô cũng như nó chạy. Rồi, này nó ở đây cứ đất này càng khô càng đất càng đi. Ừ. Bụi bà lên. Chạy nó cứ bụi lên. Đúng rồi, lên. Là đất cứ đẹp. Loại chảo này thì ngại gì cái đất đấy. Ừ. Gặp cái đất đấy chạy sướng. Còn cái loại gốc mía như thế này lên nó phải sướng. Ừ. Cắt ngọt lắm. Xoạt xoạt xoạt. Không để ý là xuống ruộng. Đường cày đầu tiên đã rất là ok rồi các bác nha. Không, đây không có lầy. Đất đây thì hắn ướt thôi nhưng không có lầy. Đây máy làm máy. Đi lắp cày chỉ làm sao lắp xong bác như này xuống ruộng là ổn. Ổn không phải chính là nhàn hết thôi. Chú là đúng đúng tầm rồi. Không phát được tiếp rồi. Anh lại phát tiếp à? Thế thì để em tắt đi. Cày Chảo Vũ Hải đang cày tại cánh đồng